Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong phần thời sự hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức của người dân để coi hòa giải ở cơ sở là phương thức chủ yếu trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột tại cộng đồng dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu qua các thời kỳ và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2020. Trong phần thời sự quốc tế, trong cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan, đương kim Tổng thống Andrzej Duda giành được 51% phiếu bầu. Điện Kremlin đánh giá quan hệ ngoại giao Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất lịch sử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã khẳng định công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời phối hợp với chính quyền, cung cấp, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với tổng số 96.700 tổ hòa giải với gần 6.500 hòa giải viên. Các địa phương trong cả nước đã tiếp nhận tổng số trên 875.000 vụ việc và hòa giải gần 81% vụ việc. Đối với tỉnh Yên Bái, từ năm 2014 đến nay, các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải thành công trên 13.000 vụ, đạt tỷ lệ gần 90%, qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng cán bộ, chính quyền, hòa giải viên các cấp cần nắm chắc các quy định của pháp luật, vận dụng, xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, để làm tốt công tác hòa giải, chính quyền các cấp phải vì dân, nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng hoàn thiện chính sách và pháp luật. Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trong việc xử lý các tranh chấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng hòa giải. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, để công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bộ Tư pháp tập trung kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo có trình độ, từng bước chuyên nghiệp hóa, biết vận dụng các kỹ năng hòa giải, kỹ năng dân vận khéo trong hòa giải các vụ việc cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khái quát về việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tiểu ban văn kiện đã xây dựng tiếp thu ý kiến, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 5 lần vào các dự thảo văn kiện và báo cáo chuyên đề. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lĩnh hội những định hướng, ý kiến chỉ đạo phù hợp của Trung ương,
lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, cán bộ nghiên cứu khoa học, đội ngũ doanh nhân và các tầng lớp nhân dân. Dự thảo báo cáo chính trị được đánh giá là có chất lượng, có tầm nhìn, phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước, phù hợp với tiềm năng lợi thế và sức mạnh nội sinh của tỉnh. Điểm mới trong nhiệm kỳ này là quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Những mục tiêu định hướng chỉ tiêu trọng tâm đột phá trong dự thảo báo cáo chính trị đều được phải cụ thể hóa, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở và tính thực tiễn khả thi trong thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị, trong đó nhấn mạnh về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm mới trong mục tiêu phát triển của tỉnh. Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu tâm huyết, trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đội ngũ khoa học, trí thức và các tầng lớp nhân dân, thể hiện sức chiến đấu cao của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp cận được những vấn đề mới, thể hiện được khát vọng quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là các mục tiêu phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, mang tính khoa học, triết lý của thời đại, có định hướng, thể hiện tầm nhìn mới. Các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã đóng góp ý kiến tâm huyết vào nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ 19 của tỉnh, về tiêu đề báo cáo chính trị, chủ đề đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu, nội dung, và 3 đột phá chiến lược, 5 chương trình trọng điểm, trong đó có mục tiêu đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao vùng Trung Du và miền núi phía Bắc và đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. Và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tiếp thu giải trình tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn và trân trọng những ý kiến đánh giá tâm huyết sâu sắc, thể hiện trách nhiệm chính trị cao và dự thảo văn kiện đại hội của các đồng chí, nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là những ý kiến hết sức quan trọng, quý báu, giúp Tỉnh ủy đề ra được những mục tiêu giải pháp sát thực tế, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh ủy, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ để hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Chiều ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong quý 2 năm 2020 và 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng thời tích cực thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái, phát hiện và phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực đấu tranh, phòng chống tiêu cực. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm. Những nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 và thông tin về kết quả đại hội cấp trên cơ sở tại Yên Bái, việc lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã đóng góp ý kiến định hướng dư luận, quy chế cung cấp thông tin cho báo chí và công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, đồng thời chia sẻ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh,
như tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, đại hội thi đua yêu nước, các ngày lễ lớn của tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền đại hội đảng cấp trên cơ sở, tuyên truyền về đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, trong đó tập trung vào dự thảo báo cáo chính trị, chủ đề của đại hội và công tác nhân sự. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần tăng cường phóng viên đi cơ sở, nâng cao nghiệp vụ. Các cơ quan thường trú cần nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh thu hút quảng cáo. Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường hoạt động và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác báo chí. Nhân dịp này, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao trong quý 1 và quý 2 đã được trao hỗ trợ. Chiều ngày 13 tháng 7, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 8.878 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các cấp đã thanh tra kiểm tra gần 2.500 cơ sở, xử phạt hành chính 413 cơ sở với tổng số tiền 250 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước và tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng trị giá trên 213 triệu đồng. Đồng thời ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 4.000 cơ sở, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 46 cơ sở, cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 211 cơ sở. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên 6 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm. 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm, tiếp tục kiểm soát an toàn thực phẩm, phấn đấu 75% người sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và chủ cơ sở được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, 45% cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm do ngành y tế quản lý, trên 60% các chợ trên địa bàn được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đặc biệt, cần đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại hội đảng các cấp, các hoạt động du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở và trên mạng xã hội, xây dựng mô hình điển hình về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, công khai đường dây nóng tại các địa phương, khuyến khích tố giác của người dân. Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày 13 tháng 7, tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2020. Yên Bái là một trong 8 tỉnh trên cả nước thực hiện dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam. Những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện tốt luật trẻ em năm 2016. Công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ em được đẩy mạnh. Mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn được tích cực triển khai ở các địa phương. Tuy vậy, mỗi năm trung bình tại tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra từ 15 đến 20 vụ trẻ em bị đuối nước. Đặc biệt, riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 14 vụ trẻ đuối nước. Lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước trẻ em là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước trẻ em và tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ bị tử vong do đuối nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng để phòng tránh đuối nước cho bản thân. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 cặp sách và 50 áo phao cho học sinh trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho các em học bơi ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn,
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21, 5 năm qua Trấn Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, tạo nên diện mạo mới, dấu ấn đặc biệt cho một đô thị miền núi. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, mời quý vị và các bạn nhìn lại những thành tựu của Đảng bộ huyện Trấn Yên sau một nhiệm kỳ. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, song 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã đoàn kết, nỗ lực, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, chủ động đổi mới, sáng tạo, phát huy nội lực, khơi dậy ý chí khát vọng để nắm bắt thời cơ và lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt nghị quyết, tạo nên một diện mạo mới, vị thế mới và tâm thế mới của mảnh đất Trấn Yên anh hùng trong sự phát triển chung của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 6,7% một năm. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 36,8 triệu đồng, tăng 11,8 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách vượt 37,5% so với mục tiêu nghị quyết, tăng gấp 2,29 lần so với năm 2015. Những kết quả nổi bật đó là minh chứng sống động của một nhiệm kỳ đổi mới năng động của Đảng bộ huyện Trấn Yên trong 5 năm 2015-2020. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để Trấn Yên phấn đấu xây dựng, phát triển toàn diện gắn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Sân bê tông, tường, nền nhà xi măng kiên cố, công trình vệ sinh hiện đại, những thứ khó tìm tại những bản người Mông khi xưa thì nay đang hiện hữu trong từng ngôi nhà ở thôn Quân Bổ, xã Hồng Ca. Từ chỗ du canh du cư, sống nơi lưng trời thì nay trên 90% số hộ trong thôn ở tập trung và có nhà kiên cố. Câu chuyện về cuộc thiên di thời mới ở Quân Bổ chính là trái ngọt sau cuộc cách mạng của Đảng bộ chính quyền huyện Trấn Yên trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, mặc dù Trung ương và tỉnh chưa ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới, song huyện Trấn Yên đã quyết định bắt tay vào xây dựng mô hình ở 5 thôn có 100% đồng bào Mông sinh sống tại các xã Hồng Ca và Kiên Thành. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm sáng tạo, huyện Trấn Yên đã huy động nguồn xã hội hóa, giúp người dân thay đổi thói quen, chủ động, tự giác xây dựng nông thôn mới. Làm nông thôn mới thì mình phải thay đổi, mình làm nhà vệ sinh bằng gạch và xi măng và mình phải thay đổi hơn. Chúng tôi xác định nó là khó, nhưng mà cái cách tuyên truyền ấy thì bằng những cái việc làm cụ thể, ví dụ như là cái chương trình phát triển kinh tế thì chúng tôi xây dựng các cái mô hình làm điểm, từ cái mô hình làm điểm này nó có hiệu quả, sau đó để vận động bà con và mời bà con đến tham quan, xem, học hỏi và từ đó để nhân rộng cái mô hình này ra, phát triển ra đại trà trong cả thôn và cả cái khu vực mà 4 thôn người Mông ở trên này. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã trên địa bàn huyện có xuất phát điểm thấp. Bình quân các xã chỉ đạt từ 4 đến 5 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống vật chất tinh thần người dân thấp. Huyện Trấn Yên luôn xác định mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác dân vận và huy động nguồn lực xã hội hóa. Do đó, xây dựng nông thôn mới đã đi vào chiều sâu trong từng nếp nghĩ, cách làm. Đặc biệt hơn ai hết, chính người dân hiểu và thấy được lợi ích thiết thực từ xây dựng nông thôn mới. Do đó, họ đồng lòng, đồng sức cùng Đảng bộ chính quyền địa phương làm nên một diện mạo mới cho từng bản làng, vùng quê. Huyện Trấn Yên là huy động cái sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, rồi các của cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia của người dân, đặc biệt là cái việc mà tuyên truyền để người dân hiểu được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Thế cùng với đó thì huyện cũng quan tâm đến cái việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở cái địa bàn các xã đặc biệt khó khăn. Qua đó thì cũng khơi dậy được cái thứ nhất là cái ý chí khát vọng của người dân trong cái muốn người ta muốn vươn lên. Cái thứ hai là cũng phát huy được cái truyền thống anh hùng của quê hương Trấn Yên.
mỗi địa phương một cách làm, mỗi cơ sở một điểm nhấn. Xây dựng nông thôn mới từ yêu cầu đã trở thành nhu cầu của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm, huyện Trấn Yên đã huy động trên 5.400 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 550 tỷ đồng, hiến trên 50 hectare đất để làm nông thôn mới. Huyện đã lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, trong đó phát triển giao thông nông thôn là khâu đột phá. Tổng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng toàn huyện đạt trên 1.600 tỷ đồng, chiếm gần 29% tổng vốn đầu tư phát triển. Giai đoạn 2015-2020 đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên 600 công trình hạ tầng ở khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng đô thị thị trấn Cổ Phúc được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Nhiều công trình trọng điểm đã và đang triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đường xá này, về khu vực dân cư, khu vực sinh sống thì chúng ta thấy là gia đình, các gia đình là khang trang, sạch đẹp và chúng ta thấy là đời sống phát triển rất nhiều so với những năm trước và nhờ sự lãnh đạo của Đảng. Trong 5 năm, toàn huyện kiên cố hóa trên 250 km đường giao thông nông thôn, mở mới trên 13 km. Nhiệm kỳ qua, huyện Trấn Yên có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt có 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc, thành quả đó là niềm vinh dự tự hào và cũng là dấu ấn khẳng định vị thế của huyện Trấn Yên trên chặng đường phát triển. Huyện Trấn Yên đã hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây thực sự là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng. Bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, cảnh quan môi trường được cải thiện ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đối với vùng Tây Bắc rộng lớn, cái nôi cách mạng, thì đây là cái huyện nông thôn mới đầu tiên của vùng Tây Bắc. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, các kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng trong năm qua. Đến Trấn Yên hôm nay, trên các cánh đồng xanh mướt màu xanh của cây dâu tằm, một sắc màu tươi mới và mang lại no ấm cho người dân địa phương. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, Trấn Yên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 5 năm qua, trên 500 hectare lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng dâu và các cây trồng khác. Đến nay, Trấn Yên đã trở thành vựa dâu lớn nhất tỉnh Yên Bái và lớn nhất miền Bắc với vùng trồng dâu đạt 900 hectare, tăng trên 670 hectare. Sản lượng kén tằm đạt trên 1.000 tấn, tăng hơn 700 tấn. Giá trị thu nhập từ nuôi tằm đạt 65 tỷ đồng một năm, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Hướng tới liên kết chuỗi bền vững, huyện Trấn Yên đã khuyến khích tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng nhà máy ươm tơ dệt lụa nhằm tạo việc làm và tăng giá trị sản phẩm dâu tằm của địa phương. Ngày xưa thì nhân dân ở đây thì là chủ yếu là trồng lúa và trồng ngô, thì sau đó là chuyển đổi mục đích là trồng dâu nuôi tằm, đến nay là rất là hiệu quả hơn cây lúa. Đến nay thì cây dâu nuôi tằm là cây chủ lực. Bằng những cái hành động và việc làm cụ thể, thì chúng tôi vào gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện Trấn Yên rất là tâm huyết mà rất là biết lắng nghe và biết quý mến doanh nghiệp, cho nên là chúng tôi vào đây ở cái môi trường là cũng được lãnh đạo các cấp là quan tâm. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân duy trì và phát triển các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn huyện đã hình thành vùng tre măng bát độ trên 3.500 hectare, sản lượng 70.000 tấn. Mỗi năm người dân thu về khoảng 70 tỷ đồng từ trồng măng.
Điểm nhấn của Trấn Yên trong phát triển loại cây trồng này là hình thành liên kết chuỗi bền vững, doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con, từ đó mở hướng phát triển, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Ngoài ra, Trấn Yên đã hình thành vùng trồng quế trên 16.000 ha, tăng 5.600 ha so với năm 2015. Vùng chè chất lượng cao tại xã Bảo Hưng đang mang lại thu nhập 120 triệu đồng một hecta cho người dân và vùng cây ăn quả trên 1.000 hecta. Xây dựng phát triển ngành nông nghiệp có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần giúp Trấn Yên hình thành được một số thương hiệu nông sản. Hiện nay, chè Bát Tiên xã Bảo Hưng và quế điếu thuốc xã Đào Thịnh là hai sản phẩm OCOP đạt chất lượng 4 sao của tỉnh. Cùng với trồng trọt, huyện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng trang trại, gia trại, nhất là chăn nuôi lợn và gia cầm. 5 năm qua đã có trên 400 cơ sở chăn nuôi hàng hóa quy mô lớn được hình thành từ các chương trình hỗ trợ của huyện. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 9.000 tấn, tăng 47% so với năm 2015, vượt 15% so với nghị quyết đề ra. Là địa phương tiên phong thực hiện liên kết chuỗi trong chăn nuôi gà, đến nay toàn huyện có 16 cơ sở nuôi gà quy mô trên 10.000 con một lứa. Chuỗi khép kín từ con giống đến đầu ra được liên kết không chỉ giữa các xã trong huyện mà đang mở rộng giữa huyện Trấn Yên với các huyện thị khác trong tỉnh. Thứ nhất đó là cái tổ chức sản xuất được kết nối giữa hợp tác xã với các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, từ khâu đầu vào sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm khi được sản xuất ra. Vấn đề thứ hai đó là cái việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất được áp dụng đồng bộ trong cái chuỗi liên kết, đã thực hiện được cái việc là hợp đồng tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định và giúp cho người chăn nuôi là yên tâm sản xuất ổn định bền vững. Coi nông nghiệp là chủ đạo, nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện Trấn Yên đã mạnh dạn chấp thời cơ, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư để hình thành các cụm công nghiệp. Trong 5 năm đã thu hút 32 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng. Một số dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Trấn Yên đã huy động lồng ghép trên 740 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, tạo sức bật, đánh thức nhiều vùng đất khó. Đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có 5 xã và 65 thôn bản đặc biệt khó khăn. Đến nay đã có 23 thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, không còn xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 23%, đến năm 2020 còn trên 2%. Bình quân mỗi năm giảm gần 4,7% một năm, vượt cao so với nghị quyết đại hội đề ra. Thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho người có công và hộ nghèo, thời gian qua huyện Trấn Yên đã huy động các tổ chức cá nhân làm mới 370 nhà, sửa chữa 138 nhà với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng. Sau khi rà soát thì ủy ban xã để thực hiện việc công minh bạch, dân chủ công khai để cho nhân dân cùng nắm được. Sau khi các hộ đăng ký xong thì đối với địa phương thì đến các thôn vận động ban công tác mặt trận sở phối hợp với các ban ngành đoàn thể thì phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo làm nhà cho người có công hộ nghèo trên địa bàn đến hỗ trợ từng nhà. Cùng với kinh tế, 5 năm qua Đảng bộ huyện Trấn Yên luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Huyện đã hoàn thành đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020, đảm bảo đúng lộ trình và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ phòng học kiên cố ở các cấp học đạt trên 93%. Toàn huyện có 48 trên 48 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám chữa bệnh, y tế dự phòng được nâng lên. 100% xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, bằng trên 122% mục tiêu nghị quyết. Hoạt động văn hóa thể thao, thông tin truyền thông có bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ huyện vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trước yêu cầu đổi mới, huyện Trấn Yên đã tập trung cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả,
thực hiện theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh ủy, Trấn Yên đã hoàn thành đề án hợp nhất các cơ quan giúp việc của huyện ủy với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân huyện, các đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Đến nay, sau sắp xếp đã giảm được 26 đầu mối cơ quan đơn vị, 1 xã, 43 thôn bản tổ dân phố, giảm trên 13% biên chế so với năm 2015. Trong nhiệm kỳ, huyện đã đào tạo bồi dưỡng cho trên 1.600 lượt cán bộ, thực hiện luân chuyển điều động 66 cán bộ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau sát nhập thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Y Can đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian vừa qua thì đảng bộ xã đã tổ chức thực hiện thành công cái đại hội đại biểu đảng bộ xã Y Can lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của đại hội đảng bộ xã là minh chứng sống động cho cái tinh thần đoàn kết, thống nhất và tập trung cao độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Công tác xây dựng đảng luôn được đảng bộ huyện Trấn Yên chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được gần 1.100 đảng viên mới, vượt 22% nghị quyết đại hội. Hàng năm có trên 85% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 83%. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện thường xuyên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực với 225 tập thể, 163 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Về vấn đề tức là cái nâng cao cái trách nhiệm trong sinh hoạt, trong thực hiện quyết của đảng viên và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ trong vấn đề duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, quan triệt sâu sắc chỗ này, cho nên trong những năm qua là thường xuyên chúng tôi làm rất là tốt, hàng tháng là đều có họp theo cái định kỳ và cũng có những cái buổi để họp chuyên đề về lãnh đạo tất cả các mặt công tác của chi bộ, nhưng đồng thời cũng có những cái chuyên sâu về vấn đề đó. Nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21 đang khép lại với nhiều thành tựu đáng tự hào. Kết quả đó cũng sẽ là động lực để đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc Trấn Yên tiếp tục mở ra một nhiệm kỳ mới với định hướng phát triển cho giai đoạn kế tiếp. Một giai đoạn mang tính chất quyết định cho việc thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện gắn với xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thực sự chúng ta đang tạo ra một Trấn Yên với một sức sống mới, một sinh khí mới, một diện mạo mới và một vị thế mới với một tư thế mới và sắp trở thành một tầm vóc mới cho tỉnh Yên Bái chúng ta nói chung, cho cả khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Những gì chúng ta đã nỗ lực, chúng ta đã quyết tâm thì chúng ta đã làm được. Và cái sự làm được này đã đem đến một cái sức lan tỏa rất lớn đấy, cho toàn tỉnh chúng ta và cho khu vực chúng ta. Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 thì Đảng bộ huyện xác định xây dựng các chỉ tiêu nhiệm vụ ở mức cao. Trong đó thì chúng tôi xác định và đề ra 28 chỉ tiêu nhiệm vụ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng thời việc đó thì huyện xây dựng cái chương trình hành động và kế hoạch để thực hiện 3 khâu đột phá theo cái định hướng chung của tỉnh ủy và đề ra 4 cái chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của huyện với các cái mục tiêu vừa mang tính trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhưng với tầm nhìn dài hạn để xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh và bền vững. Và chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống của một huyện anh hùng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức và triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ và với những kinh nghiệm đúc rút ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, Trấn Yên đã có những bứt phá đi lên trên chặng đường phát triển.
với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cùng sự năng động, sáng tạo và kinh nghiệm tích lũy được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.